Chào anh em, nếu anh em là kiến trúc sư hoặc đơn thuần là yêu thích những công trình kiến trúc hoặc tác phẩm nghệ thuật điêu khắc thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua cuốn sách ảnh Fictions của nhiếp ảnh gia người Bỉ Philippe de Jardin, một cuốn sách về những công trình kiến trúc hư cấu nhưng lại hết sức độc đáo và bắt mắt. Thì dựa vào những cái trí tưởng tượng rồi óc quan sát cũng như là cái kỹ thuật Photoshop thuần thục của mình thì ông ấy đã tạo ra những công trình kiến trúc tuy là hư cấu nhưng mà lại khá là lừa mắt, đem tới cho cái người xem cảm nhận đây là những cái công trình có ngoài đời thực. Thì trước khi mở cuốn sách này ra cho anh em xem thì mình giới thiệu qua một chút về Philippe de Jardin. Thì ông ấy có một nền tảng cực kỳ chắc chắn vì ông ấy đã học về lịch sử nghệ thuật, về kiến trúc tại Đại học Ghent ở Bỉ. Ngoài ra thì ông ấy cũng có học về nhiếp ảnh tại Học viện Hoàng gia Mỹ thuật. Thì dựa vào cái nền tảng này thì ông ấy cực kỳ thích những cái công trình kiến trúc và ông ấy cũng làm nhiếp ảnh gia về kiến trúc luôn. Thì từ 2007 thì ông ấy bắt đầu thực hiện cái series này. Thì những cái tác phẩm của ông đã được rất nhiều bảo tàng trên thế giới lưu lại là bộ sưu tập, ví dụ như là Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan hay Bảo tàng nghệ thuật hiện tại San Francisco. Thì bây giờ mình cũng sẽ mở cho anh em xem cái cuốn sách này để xem những cái công trình mà ông ấy thực hiện hư cấu nó như thế nào. Đây là cuốn sách, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mở ra để cho mọi người cùng xem. Thì ông đã sử dụng những cái kỹ thuật ghép ảnh, kỹ thuật số cùng với hình ảnh những cái tòa nhà có sẵn tại thành phố nơi ông ấy sinh ra và những cái khu vực lân cận. Thì những cái công trình hư cấu này được đặt trong những cái khung cảnh tự nhiên một cách khéo léo. Thế nên là khi mà mới bắt đầu nhìn vào thì mình hoàn toàn không phát hiện ra đây là cắt ghép mà mình tưởng đó là những cái công trình kiến trúc có ngoài đời thực. Đó. Thì khi mà quan sát kỹ hơn thì người xem mới có thể kết luận được chắc chắn việc xây dựng nên những cái công trình này là hoàn toàn bất khả thi. Vì khi thấy những cái lộn xộn, sự lộn xộn của những khối bê tông hay là những cái góc cạnh và những cái tỷ lệ mà bình thường không thể xây dựng được. Đây là một điểm rất là thú vị. Nhưng mà vì được giải phóng khỏi những cái hạn chế về kỹ thuật và xây dựng thì những công trình trong hình ảnh của De Jardin có sức hút khó cưỡng, thì lúc này nó không đơn thuần là những cái công trình kiến trúc nữa mà nó còn là những cái tác phẩm nghệ thuật điêu khắc có tính thẩm mỹ khá là cao. Đây, hay ví dụ như những cái mái nhà được ghép lên nhau ở ngoài đời, mình chưa thấy những cái công trình như này cả. Và để cho những cái công trình này nó trở nên thực hơn thì ông ấy thường cho ghép người vào ở những cái chân công trình này. Đó. Chắc là đây là vị trí của lò sưởi, xong ông ghép những cái cấu tạo khác nhau như là gỗ hay là bê tông hay là kim loại, thì nó khác nhau như thế nào. Nếu với những công trình có ngoài đời thực thì khá là hay ho, mặc dù nó không thể xây dựng được. Thì cái loạt ảnh này của Philippe de Jardin nhằm đặt ra một số câu hỏi mà ông ấy muốn có câu trả lời, hoặc đơn thuần chỉ là đặt ra để ông ấy tự tìm tòi và nghiên cứu thôi. Ví dụ như thế nào là kiến trúc, hay thực sự kiến trúc có thể như thế nào, hay là những cái kiến trúc này nằm trong một thành phố thì thành phố là gì và bên trong nội tại của thành phố đấy có những cái gì. Thì khi mà xem cái series này thì ông ấy cũng, mình thấy một cái khao khát của ông ấy là về một cái thế giới kiến trúc rất là sáng tạo, mặc dù nó hư cấu và không tưởng. Và nó cũng là cách phản ứng của ông với những gì mình đang sống cùng, trước những cái công trình kiến trúc nhiều khi là ngẫu hứng và vượt qua các quy luật đô thị thông thường. Và ông ấy cũng có chia sẻ là có nhiều tòa nhà được xây ra. Đây là hai cái trang mà phỏng vấn ông ấy, thì trong đoạn này ông ấy cũng có chia sẻ là những cái thực tế nhiều tòa nhà được xây ra nó khá là thực dụng, vì nó chỉ được xây dựng để phục vụ việc ở hay là để chứng tỏ đại diện cho địa vị xã hội của người sở hữu, vì chúng như là một vật trang trí đắt tiền. Những cái tấm ảnh này nó cũng là cái châm biếm của ông ấy về mối quan hệ giữa những ý tưởng không tưởng và những kiến trúc có tầm nhìn của nhiều người.
Đấy, ví dụ như là bể bơi đặt cạnh bãi biển. Thì mình thấy những cái bức ảnh này tuy là ghép bằng Photoshop nhưng mà trông nó cũng không khác gì những cái công trình ở ngoài đời thực. Và khá là mong muốn liệu nếu mà nó có thật ở ngoài đời thì người ta có ở trong cái tòa nhà này không, hay đơn thuần là họ chỉ chiêm ngưỡng nó như một cái tác phẩm mà thôi. Thì những cái công trình này là ông ấy dựa trên những cái công trình có sẵn ở Bỉ, cái thành phố mà ông ấy đang sống, và cả những cái khu vực xung quanh đó. Tiếc là trong cái cuốn sách này thì không có những cái dòng miêu tả và cái chú thích của ảnh là những cái công trình này gốc là ông ấy lấy ở đâu, mà chỉ có ảnh thôi. Đây là những cái đoạn bên lề. Còn sau đây là những cái tác phẩm sắp đặt. Ông ấy dựng 3D trước xong rồi ông ấy ghép ảnh. Thì có những cái ảnh mà ông ấy có thể ông ấy rút ngắn cái độ dài của cái cột bê tông, hoặc là xóa hết những cái cửa sổ hoặc cửa ra vào của cái nhà này đi và chỉ ghép lại những cái mái với nhau. Ví dụ như bạn thấy đây thì không, cái tòa nhà này hoàn toàn là phi chức năng, không có chức năng để ở, chỉ có tác dụng là một tác phẩm thôi. Đây, dựng 3D xong rồi ghép thành ảnh bằng Photoshop. Đây là không gian của một triển lãm mà nó tự lấy mình làm cái cột đỡ. Đây, ví dụ như cái cột bê tông ở đây, cột cặc thì đúng hơn. Thì cuốn sách này, cái giá của nó mình nhớ không nhầm khi mình tìm trên Amazon là rơi vào khoảng 56 đô, gần 60 đô. Bìa cứng, khá là dày dặn. Và nếu mà bạn mê kiến trúc thì chắc chắn là sẽ không thể bỏ qua cuốn sách này, để tăng cho mình cái trí tưởng tượng và đặt cho ra câu hỏi về những cái kiến trúc ở ngoài đời thật. Ok, cảm ơn anh em.